ta sẽ có một bản record sau mỗi buổi học đó. Thì việc record này sẽ đảm bảo là cuối mỗi buổi thì chúng ta sẽ có video để các bạn có thể xem lại và nghiền ngẫm lại những kiến thức mà mình học trong cái buổi đó. Đó, thì kiến thức về CSS thì chúng ta sẽ học về CSS animation, những thuộc tính của CSS3 và những cái liên quan đến kỹ thuật dựng layout như là Flexbox, các kỹ thuật dựng layout Flexbox. Đó, và anh cũng sẽ nói qua cả float nữa, mặc dù là chúng ta ít dùng nó rồi nhưng không phải là không dùng nhé. Được chưa các bạn? Đó. Ngoài ra thì đối với phần CSS này thì các bạn sẽ được học những cái kiến thức khác như là biến ở trong CSS này, những cái liên quan đến sát chẳng hạn. Sẽ được giới thiệu những cái này. Được chưa? Để các bạn kiến thức cốt lõi thì vẫn là CSS, cái mà giúp các bạn có thể dựng được giao diện. Được chưa các bạn? Và cuối cùng là chúng ta sẽ có responsive. Responsive là để làm gì? Responsive chúng ta sẽ sử dụng những cái thuộc tính trong CSS để chúng ta dựng được giao diện chạy được cho nhiều thiết bị khác nhau như là tablet, desktop hay là laptop và mobile. Đó thì đấy nó gọi là responsive. Được chưa các bạn? Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ học sang phần JavaScript. Phần JavaScript thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ học những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Được chưa các bạn? Và chúng ta cũng sẽ có project ở trong phần này. Project mini để chúng ta làm được. Ok chưa? Đó. Thì tạm thời anh sẽ giới thiệu qua như thế này. Và một phần nữa trong phần này thì các kiến thức đi kèm đó là Photoshop, kỹ thuật cắt layer với Photoshop. Được chưa các bạn? Đó. Và anh sẽ nói về một chút về Bootstrap. Bootstrap. Đó, bây giờ có một framework khác nó lớn hơn, nó hay hơn Bootstrap khá là nhiều. Tuy nhiên thì cộng đồng của nó chưa quá lớn nên là thằng Bootstrap nó vẫn được ưu tiên sử dụng nhiều hơn. Được chưa các bạn? Đó. Thì kiến thức đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu trong khóa học này đó chính là phần HTML và CSS. Và buổi hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về HTML. Thì trước khi tìm hiểu về HTML thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao chúng ta lại phải sử dụng HTML khi xây dựng bất kỳ một trang web nào. Được chưa? Thì cái công cụ viết code mà anh đang sử dụng ở đây là SublimeText. Và SublimeText nó sử dụng như thế nào thì anh sẽ nói qua trong một chút để cho các bạn chưa nắm được có thể biết cách dùng nó. Đó. Thì khi các bạn bắt đầu viết code cho một project ấy, các bạn nên đặt tên một cái folder. Ví dụ ở đây anh đặt tên một cái folder ví dụ như là frontend. Đó, anh để là frontend class đi. Đây, các bạn tạo ra một cái folder như thế này. Và sau này chúng ta sẽ quản lý tất cả các file trong cái folder này bằng SublimeText. Ok chưa? Sau khi các bạn tạo thư mục như thế này rồi, các bạn mở lại SublimeText lên. Đó, các bạn vào thư mục vào cái menu là project này. Đây, vào menu project và các bạn add folder to project như thế này. Chúng ta quay trở lại cái này và chúng ta tìm đến folder Frontend class. Ok chưa? Đó. Và ở trong đây các bạn sẽ tạo ra, anh sẽ lưu một file ở đây ví dụ như là file overview đó .md chẳng hạn như vậy. Đó, đây là một file tổng quan. Đó, được chưa? Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là file đó được lưu vào trong đây. Ok chưa? Và ở folder này anh sẽ tạo ra một thư mục vào đây. Đây bột như thế này. Thì ở đây một chúng ta sẽ học cái gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu bây giờ. Được chưa các bạn? Các bạn thử đi. Các bạn làm như anh đi, bởi vì là có rất nhiều bạn ở những lớp trước ấy, khi mà được hướng dẫn thì các bạn ấy không biết sử dụng, không biết làm những việc này. Đó, thành ra là cái việc quản lý file của các bạn ấy rất là rối và thậm chí nhiều lúc đến khi mà các bạn học về nhúng ảnh vào trong trang web ấy, các bạn ấy hay bị sai đường dẫn.
thì các bạn ấy không hiểu. Được chưa? Đó, thì các bạn tạo cho anh một cái folder như thế này đi và mở sub lam text lên. Được chưa? Ở bên VS Code thì nó hơi khác một chút. Nó là workspace. Được chưa? Các bạn làm được chưa? Các bạn làm được như thế này chưa nhỉ? Xong rồi thì chat lên nhé, hoặc là nói lên để anh nắm được. Hôm nay có một hai bạn xin nghỉ rồi. Chưa được à? Anh làm lại nhé. Đây. Việc đầu tiên là các bạn tạo một thư mục. Tạo một thư mục đi, cứ tạo thư mục bỏ ra ngoài đây. Sau đó các bạn mở sublime text lên. Đây, ví dụ tắt tắt sublime đi này. Mở sublime text lên này. Đó. Sau đó các bạn di chuyển chuột vào thư mục project vào vào phần add folder to project này. Đó, lúc này nó sẽ mở lên cái màn hình chọn folder như thế này. Thì các bạn chỉ cần chọn thôi là xong. Đây. Thì các bạn chỉ cần chọn ở đây thôi. Cái việc này là việc cơ bản đầu tiên các bạn phải làm được nhé. Đây. Anh cũng sẽ để cho các bạn làm được đã rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Đó. Và ở trong đây các bạn sẽ click muốn tạo file hay là tạo folder các bạn. Click chuột vào đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy các menu như là new file này. Đó, hay là new folder này, delete folder, remove cái project này, remove khỏi cái project. Kiểu kiểu như vậy, được chưa? Đó, ví dụ như anh tạo ra đây một này. Đó, anh muốn xóa đi. Anh muốn tạo ra đây hai này. Đó, tạo ra đây ba, kiểu kiểu như vậy thì chúng ta sẽ enter là xong. Được chưa? Đó, thế đây là những cái các bạn phải làm chủ được thì chúng ta quản lý file project của mình nó mới dễ dàng được. Ok chưa? Đây. Đó, được chưa các bạn? Rồi, anh sẽ tạo ra đây một. Thế buổi đầu chúng ta sẽ học về HTML thì ở mỗi buổi anh sẽ tạo ra một cái file là document. Nó chính là cái file để chúng ta có thể xem lại. File mà chúng ta sẽ xem lại, xem nội dung kiến thức mà chúng ta học từ đầu nó sẽ có những gì. Được chưa? Ok chưa các bạn? Đó. Thì phần này chúng ta sẽ nói về HTML. Thì trước khi đi tìm hiểu về nội dung chính của phần HTML này thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là tại sao chúng ta lại phải sử dụng HTML. Được chưa? Rồi, ok. HTML là gì và tại sao phải sử dụng HTML? Thì phần này anh sẽ nói nhanh thôi, cũng sẽ không mất thời gian của các bạn đâu. Đó. Về khái niệm HTML là gì thì cái này các bạn có thể dễ dàng tìm được nguồn tài liệu khác nhau nói về HTML nó là gì. Thì các bạn hiểu đơn giản như thế này. HTML nó là ngôn ngữ để trình bày nội dung và cấu trúc cho một trang web. Được chưa? Trình bày nội dung và cấu trúc cho một trang web. Và nó cũng là một trong những ngôn ngữ duy nhất mà trình duyệt nó có thể biên dịch được. Đó. Được chưa các bạn? Nó là viết tắt của Hypertext Markup. Anh không nhớ chính xác cái từ viết tắt của nó. Markup language đúng không? Đó, nhưng mà các bạn không cần phải nắm đầy đủ, các bạn chỉ cần hiểu là HTML nó là ngôn ngữ để chúng ta có thể trình bày và lên cấu trúc cho một trang web. Được chưa các bạn? Nghe rõ chưa Trường? Anh đang nói khá to đấy, gần như là bật hết cái mic rồi. Được chưa?
cấu trúc bộ khung ấy. Bộ khung, tạo ra bộ khung cho một trang web. Các bạn chỉ cần hiểu cho anh như vậy. Đó, thì tại sao chúng ta phải sử dụng HTML? Thì đơn giản như thế này. Ví dụ chúng ta vào trang VnExpress chẳng hạn. Đó, hay là chúng ta vào trang dân trí. Hai trang này được làm bởi hai ngôn ngữ khác nhau, hai nền tảng khác nhau, đấy là cái mà anh biết. Và chắc chắn là nó đang được xây dựng từ hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau đấy. Đó là với dân trí thì ngày xưa ở thời điểm bắt đầu xây dựng thì nó được build bằng ASP, ngôn ngữ ASP. Còn với VnExpress thì nó khá nhiều nền tảng ở trong đây. Tuy nhiên cái mà người ta biết đến với VnExpress là nó được build bằng PHP, được chưa các bạn? Và rất rất nhiều trang web khác nữa, ví dụ như cà phê Mix. Đây, thì trang này cũng được build bằng PHP. Đó, được chưa? Thì các bạn đang nhìn thấy là chúng ta đang có ba trang web ở đây. Và ba trang web này về mặt nội dung, về mặt bố cục thì các bạn nhìn thấy sao? Nó khá là bắt mắt và nhìn nó khá là chỉnh chu. Được chưa? Tuy nhiên ba trang này thì nó đang được xây dựng cái ngôn ngữ phía sau nó, phía back end ấy, nó đang được xây dựng bằng những ngôn ngữ khác nhau. Một cái là bằng PHP, một cái thì xây bằng ASP, một cái thì bằng Java, kiểu kiểu như vậy. Nhưng cái đầu ra cuối cùng của nó thì các bạn thấy là nó vẫn cho chúng ta được một cái giao diện hoàn chỉnh như thế này. Đó. Thì về bản chất để chúng ta có thể nhìn được cái giao diện như chúng ta đang thấy đây thì nó được build về mặt hiển thị thì chúng ta thấy là nó show cho chúng ta những cái hình ảnh cũng như là cấu trúc cú pháp nó khá là chỉnh chu như này. Nhưng về mặt source code thì các bạn thấy là nó được build bằng ngôn ngữ HTML hoàn toàn. Về source code các bạn nhìn ở đây thì nó đang được build ra từ ngôn ngữ HTML. Thì những cái mà các bạn nhìn ở đây này thì nó là các thẻ HTML, được chưa? Ví dụ sang bên dân trí cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta xem nguồn trang hoặc là các bạn nhấn Ctrl U thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Về mặt source code thì các bạn thấy là nó đang được build bằng ngôn ngữ HTML. Tất cả những nội dung mà chúng ta đang nhìn thấy ấy, thì nó được thể hiện thông qua các thẻ HTML này. Và mỗi thẻ HTML này nó sẽ hiển thị lên và tạo ra cho chúng ta một cái format nội dung như chúng ta đang nhìn này. Được chưa? Mặc dù khi mà nhìn vào source code này thì chúng ta chẳng hiểu gì cả. Đó. Nhưng rõ ràng khi chạy lên thì chúng ta có được một cái giao diện khá là đẹp như thế này. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đó. Và tương tự trang này cũng như vậy, khi chúng ta xem source code của trang Cà Phê Bích này thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái mã code HTML. Được chưa? Đó, từ đây các bạn rút ra được điều gì? Từ đây các bạn rút ra được được điều gì các bạn? Đó chính là một trang web dù phía back end có sử dụng ngôn ngữ là gì đi chăng nữa thì muốn hiển thị được dữ liệu hay là muốn hiển thị được cấu trúc lên trên trình duyệt thì cái đầu ra cuối cùng của nó vẫn phải là HTML như các bạn nhìn thấy ở đây. Có nghĩa là nó vẫn phải sử dụng những cái ngôn ngữ kia để nó chuyển đổi sang HTML. Hay nói cách khác là HTML ấy, nó là ngôn ngữ duy nhất mà trình duyệt nó có thể biên dịch được và hiển thị lên trên như thế này. Đó. Hiển thị lên trên đây như thế này. Đó. Được chưa? Đó, cụ thể như chúng ta nhìn vào cái ảnh này. Đây, nhìn cái ảnh lớn đầu tiên đây. Thì cái ảnh này nó được thể hiện bằng ngôn ngữ HTML là thẻ IMG. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Nhưng khi mà chúng ta chạy lên thì trình duyệt nó biên dịch cái thẻ IMG này. Nó hiển thị trình duyệt nó biên dịch lên thành cái ảnh như thế này để chúng ta có thể nhìn thấy được. Ok chưa các bạn? Đó, thì đây là lý do duy nhất mà chúng ta phải
bắt buộc phải sử dụng HTML khi chúng ta muốn xây dựng giao diện cho bất kỳ một trang nào. Ok chưa? Lớp mình có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Trường nghe rõ chưa trường? Trường nghe rõ chưa? Các bạn có hiểu không? Thì chốt lại ở đây, các bạn chỉ cần nắm được cho anh tại sao phải sử dụng HTML. Thì tại vì đơn giản như thế này, HTML nó là ngôn ngữ duy nhất mà trình duyệt nó có thể biên dịch được. Duyệt có thể biên dịch được. Ok chưa các bạn? Và cho dù trang web của các bạn được xây dựng bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa, thì đầu ra cuối cùng vẫn phải là HTML, được chưa? Bởi vì chỉ có HTML thì trình duyệt nó mới hiểu và nó biên dịch được. Ok chưa các bạn? Đó. Ví dụ như video này thì chúng ta nó đang sử dụng thẻ video. Ví dụ chúng ta đưa chuột vào đây. Thì cái này nó sẽ sử dụng thẻ video đây. Đó, sử dụng thẻ video để nó hiển thị được cái nội dung như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Thì để hiển thị được cái video này thì trình duyệt nó hiểu được cái thẻ. Để hiển thị được cái video mà các bạn đang nhìn thấy này thì trình duyệt nó biên dịch được cái thẻ này lên và nó hiển thị thành cái hình ảnh video như thế này. Ok chưa? Đó, thì đấy là cái mà các bạn cần nhớ cho anh. Được chưa các bạn? Rồi, anh đi tiếp nhé. Các bạn có cần hỏi gì ở đây không? Có khó hiểu không các bạn? Anh đi tiếp nhé. Chỗ trường nghe được chưa? Trường Thế nghe rồi ạ. Rồi. đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cách định nghĩa một trang HTML. Định nghĩa trang HTML. Chúng ta hiểu tại sao phải sử dụng HTML rồi và chúng ta nắm được HTML nó là gì rồi, thì bây giờ chúng ta đi học cách tạo trang. Thì các bạn nhìn sang bên trái của cái menu trong sub 5 text này, thì các bạn thấy chúng ta đang có thư mục đây một ở đây. Thì để tạo một trang HTML thì chúng ta tạo theo cái cú pháp như sau. Cú pháp nó sẽ là tên file .html, các bạn chỉ cần nhớ cho anh như vậy thôi. Đó, và anh tạo ra như thế này. Anh sẽ click chuột phải vào đây một như thế này. Và anh sẽ tạo ra là page 1.html. Đó. Thì ngay lập tức chúng ta đã tạo ra được một trang HTML rồi, nhưng trang này là trang blank, chưa có nội dung gì cả. Được chưa? Đó, trang HTML này của chúng ta là trang blank, chưa có nội dung gì cả. Ok chưa các bạn? Được chưa? Đó. Vậy thì trước mắt là chúng ta đã biết cách tạo trang rồi đã. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của một trang nó như thế nào. Cấu trúc của một trang HTML thì nó bao gồm những thành phần gì? Đó. Thì cấu trúc của một trang HTML về cơ bản ấy, nó sẽ bao gồm các thẻ như là HTML như thế này. HTML các bạn cứ viết theo và đừng quan tâm gì cả, cứ viết theo, đã lát nữa anh sẽ giải thích. Đó, và bao gồm thẻ head như thế này, cuối cùng là thẻ body. Body đó như thế này, thì các bạn có thể hình dung đơn giản là như thế này này, bên trong này sẽ là code HTML, đó bên trong này cũng là code HTML. Các bạn hình dung nữa là cấu trúc của một trang HTML nó cũng giống như là cấu trúc của một bài văn ấy, nó sẽ có phần mở trang,
mở đầu ấy, thì nó sẽ mở đầu bằng thẻ HTML như thế này, kết thúc cũng bằng thẻ HTML nhưng nó có dấu backslash gọi là dấu đóng. Như thế này gọi là dấu đóng thẻ, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ làm quen với một vài cái khái niệm. Đây, như thế này được gọi là dấu đóng thẻ, còn cả cái cặp thẻ, à cả cái thành phần này nó gọi là thẻ đóng, còn cả toàn bộ thành phần trên này nó là thẻ mở, được chưa? Và tiếp theo là đến thẻ đầu trang, mở trang đầu trang này. Đây, cái thẻ đầu trang là thẻ head, được chưa? Và thẻ đóng của thẻ đầu trang này cũng là thẻ head và có dấu backslash, được chưa? Tương tự đến phần body là thân trang thì có thẻ đóng tương ứng là body như thế này. Ok chưa các bạn? Em kích chuột phải vào đây một như thế này này. Đây nhìn nhé, những bạn nào chưa làm được này, kích chuột phải vào đây một. Anh hỏi nhé, của Hải thì ở phần bên trái này đã có thư mục đây một chưa? Dạ rồi ạ. Dạ rồi ạ. Có rồi đúng không? Em kích chuột Dạ phải vâng. vào đây một như thế này, vào new Vâng. file như thế này. Đó, thì nó sinh ra cho em một cái file như thế này, được chưa? Vâng. Em căn Ctrl S lại, Ctrl S và Căn lấy chuột cái S ạ. file ở đây, ví dụ đặt tên file Dạ. là page2 chẳng hạn, page2.html, viết rõ ràng ra như thế này. Sau đó lên bảng thì nhìn vào đây các bạn sẽ thấy là có page2. Đây, tên như thế này. À, được rồi ạ. Anh xóa đi. Đó. Được chưa? Các bạn Rồi làm được chưa? Thử làm lại đi, ai chưa làm được thì cũng phải hỏi luôn nhé. Đó. Thế đây là cấu trúc cơ bản mà các bạn sẽ không còn cấu trúc nào khác nữa đâu. Nên là các bạn chỉ cần nhớ cho anh như thế này là đủ. Được chưa? Thì lát nữa anh sẽ chỉ cho các bạn cách để có thể tạo ra được cái cấu trúc trang ở trong Supplantech nó nhanh nhất. Của Hải tạo được chưa? Sợ em tạo được rồi ạ. Ừ, rồi ok. Chúng ta đi tiếp nhé. Quay trở lại đây. Bây giờ quay trở lại trang page 1, chúng ta tạo ra cấu trúc của trang HTML. Thì bình thường các bạn sẽ tạo HTML như thế này. Đó. Rồi ở đây các bạn sẽ gõ thẻ head. Thì các bạn chỉ cần đóng thẻ, đóng và mở thẻ, nhấn dấu backslash là nó sẽ tự động đóng cho các bạn. Đó. Và thẻ body như thế này. Body như thế này. Ok chưa? Đó. Và trong này nó sẽ bao gồm các thẻ HTML khác. Còn ở trên này thì nó bao gồm các thẻ đầu trang. Đó, được chưa? Thì đây là cấu trúc cơ bản khi mà chúng ta chạy cái này lên này. Anh sẽ bỏ cái này đi. Khi chúng ta chạy lên này, các bạn muốn chạy các bạn chỉ cần kích chuột phải vào đây. Kích chuột phải vào màn hình này. Nhấn vào Open in Browser này. Nghĩa là mở nó trên trình duyệt đấy, mở trong trình duyệt. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái nội dung này. Ok chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy được cái nội dung như thế này. Được chưa? Thì đây là cách mà chúng ta tạo thủ công bằng tay, tạo từ đầu. Bây giờ vậy có cách nào để chúng ta có thể tạo nhanh không? Thì có một cách, đó là các bạn gõ HTML như thế này và nhấn tab, nhấn phím tab nhé. Đó. Thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta. Đây để anh tắt mic cho. Khi bạn dùng mic xong thì các bạn chủ động tắt giúp anh nhé. Nhiều khi anh cũng không, anh nói nó bị át nên là không nghe được. Thì anh nói về cái cách tạo nhanh nhé. Các bạn chỉ cần gõ HTML và nhấn tab. Đó, được chưa? Thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta đúng cái cấu trúc mà anh nói. Nó sẽ bao gồm thẻ head HTML này, thẻ body này và thẻ đóng mở HTML. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy thêm một cái thẻ nữa là thẻ đóc tai. Thẻ này theo quy định của W3C, tiêu chuẩn về web global ạ. Thì đóc tai này nó là định dạng cái file này của chúng ta là file HTML. Đó. Nội dung của cái file này sẽ là HTML. Thì các bạn chỉ cần hiểu như vậy thì nó sinh ra cho chúng ta cái này thì cũng không quan trọng lắm. Được chưa?
Đó, thì đây là một trang và khi chúng ta chạy lên thì nó sẽ như thế này. Đó, ok chưa? Thì các bạn biết là khi chúng ta vào một trang ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái tab của trình duyệt này. Nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy tab của trình duyệt chưa? Thì mặc định khi chúng ta chưa định nghĩa gì ở thẻ title này, thì cái tab của trình duyệt nó sẽ là tên của cái file. Nó chính là tên file đây, chính là tên trang luôn đấy. Được chưa? Chính là tên file. Đây. Ok chưa các bạn? Đó, nhưng khi chúng ta định nghĩa như thế này, frontend web chẳng hạn như vậy, khi chúng ta định nghĩa nội dung cho title này thì các bạn nhìn thấy là gì? Nó sẽ thay thế cái nội dung kia bằng tên, bằng cái nội dung mà chúng ta vừa định nghĩa. Được chưa? Đây. Ok chưa các bạn? Đó, thế chúng ta sẽ nhìn thấy thẻ title và trình duyệt nó có thể biên dịch lên và hiển thị lên như thế này. Được chưa? Và cấu trúc của trang web ấy, cấu trúc của một trang thì nó được cấu thành từ rất nhiều thẻ HTML khác nhau. Các bạn nhớ ra như vậy nhé. Và tất cả những thẻ HTML để cấu thành lên cái cấu trúc của trang nó sẽ phải được định nghĩa ở trong thẻ body. Các bạn nhớ nhé. Tất cả những thẻ mà hình thành lên cấu trúc cho một trang ấy, tạo ra cấu trúc cho một trang ấy, sẽ phải luôn phải định nghĩa trong body. Được chưa các bạn? Anh lấy ví dụ. Ở đây chúng ta có một thẻ gọi là H1. Đó. Anh để là học lập trình web. Học lập trình web như thế này. Và chạy lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là wow, thẻ H1 của chúng ta rất là to, đúng không em? Trình duyệt nó biên dịch và nó hiển thị lên một cái thẻ H1 như thế này. Nhưng nếu mà anh đưa vào đây một cái thẻ div bình thường chẳng hạn, một thẻ P đi. Đây. Học lập trình web. Và chạy lên. Thì các bạn thấy là nó khác nhau hoàn toàn. Đó. Từ đây các bạn rút ra điều gì? Từ đây các bạn sẽ rút ra được điều gì? Mỗi thẻ HTML, mỗi thẻ HTML khác nhau thì trình duyệt nó sẽ hiểu khác nhau và nó hiển thị lên khác nhau. Được chưa? Hay nói cách khác là mỗi thẻ HTML khác nhau thì cái cách biên dịch của trình duyệt nó cũng sẽ khác nhau. Nó sẽ đọc ra khác nhau, được chưa các bạn? Đó, ví dụ anh để một cái thẻ gọi là B đi, như thế này. Suntech.edu.vn. Giả sử như vậy, anh chạy lên. Đó, các bạn thấy là nó cũng hiển thị lên cái nội dung mà chúng ta vừa nhập nhưng cái nét chữ của nó in đậm. Được chưa? Đó, thì đấy là sự khác nhau ở tính chất của từng thẻ và chúng ta sẽ đi tìm hiểu tính chất của từng thẻ ngay bây giờ. Trước khi chúng ta tìm hiểu đến cái đó thì anh sẽ nói cho các bạn một cái gọi là cấu trúc và quy luật của thẻ HTML. Các bạn nắm được cấu trúc và quy luật thì các bạn sẽ nhớ được rất là lâu và các bạn có thể định nghĩa mọi thẻ HTML. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại thì số lượng thẻ HTML nó khá là lớn. Chúng ta bản thân anh đi làm khá là lâu rồi nhưng anh cũng không thể nhớ được hết tất cả các thẻ HTML. Đó, thì một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có cần thiết phải nhớ hết các thẻ HTML không? Thì câu trả lời là không, được chưa? Và để làm được web thì các bạn nhớ không, chỉ cần nhớ không quá 10 thẻ là các bạn có thể làm web thoải mái rồi, dựng giao diện web thoải mái rồi. Được chưa? Đó. Ok chưa các bạn? Vậy thì chúng ta không nhớ được hết nhưng chúng ta sẽ phải biết cách nhớ được cấu trúc và quy luật của thẻ HTML để đến khi chúng ta cần thì chúng ta sẽ làm chủ được nó. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ nói về
cái quy luật của HTML. Đây. Các bạn quay trở lại page 1 này. Đầu tiên, cái quy luật đầu tiên đó là về tên thẻ. Tên thẻ. Thì thông thường thẻ HTML nó sẽ là một cặp. Nó sẽ là một cặp các bạn nhé. Tại sao là một cặp? Thì các bạn nhìn vào đây. Chúng ta có thẻ HTML thì chúng ta có một cặp thẻ này. Đó. Và nó sẽ có thẻ mở và thẻ đóng như thế này. Thẻ head thì có thẻ mở và thẻ đóng như thế này. Được chưa? Title cũng là một cặp thẻ mở và đóng. H1, P và B cũng như vậy. Được chưa các bạn? Body cũng như vậy. Thì từ đây các bạn rút ra được điều gì các bạn? Thẻ tên thẻ thì luôn luôn giống nhau ở thẻ đóng và mở. Và mở. Được chưa các bạn? Nó chỉ khác nhau ở cái dấu backslash này thôi. Đây, ví dụ như H1 bên này cũng là H1. Khác nhau dấu backslash. Ok chưa các bạn? Được chưa? Đó. Và một thẻ HTML thông thường nhé. Thông thường thì một thẻ HTML sẽ luôn luôn có hai thẻ đóng mở. Hai thẻ đóng. Đóng và mở. Được chưa các bạn? Thẻ đóng và tên thẻ giống nhau. Tên thẻ giống nhau ở thẻ đóng và mở. Đóng và mở. Ok chưa? Được chưa các bạn? Được chưa? Đó. Các bạn chỉ cần nhớ cho anh như vậy. Tuy nhiên, ví dụ anh có một cái thẻ như thế này. .edu.vn. Giả sử như thế này, anh chạy nó lên. Đó. Bây giờ anh muốn là học lập trình web rồi xuống dòng thì anh làm như thế nào? Thì anh sẽ chạy như thế này. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó xuống dòng. Được chưa? Thì chúng ta bắt gặp một thẻ ở đây nó không theo quy luật kia nữa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Chúng ta bắt gặp thẻ BR ở đây nhưng nó không theo quy luật nữa. Có nghĩa là nó không có thẻ mở, không có thẻ đóng. Mà nó chỉ có một thẻ thôi. Dấu đóng thẻ thì nó sẽ nằm trên chính nó. Được chưa? Dấu đóng thẻ nằm trên chính nó. Vì vậy, ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái lưu ý đó là trong đối với một số thẻ đặc biệt sẽ không có thẻ đóng. Thẻ đóng. Được chưa các bạn? Dấu đóng thẻ. Đóng thẻ nằm trên chính nó. Nằm trên chính nó. Nằm trên chính nó. Được chưa các bạn? Ok chưa? Đó. Đấy là về quy luật nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu nữa này. Ví dụ anh có thẻ A. Lát nữa chúng ta sẽ giới thiệu cụ thể về thẻ này. Đó. Google. Được chưa? Đó. Và đây anh sẽ có HTTPS chẳng hạn. Google.com. Đó. Chúng ta chạy trang này lên. Xuống dòng. Chạy trang này lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta có một cái liên kết Google đây. Kích vào thì nó chuyển trang đến trang Google. Được chưa? Đây. Click vào. Thì nó chuyển sang trang Google. Đó. Ok. Thì ở cái thẻ A này chúng ta bắt gặp điều gì các bạn? Nó khác gì so với những thẻ mà anh đang lấy ví dụ? Nó có một điểm khác ở đây đó là gì các bạn? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta thấy có href, thấy có title nó nằm ở trong thẻ mở. Đúng không? Nó nằm ở trong thẻ mở. Vậy hai cái này gọi là gì? Thì hai cái này nó sẽ được gọi là thuộc tính. Thuộc tính của thẻ. Được chưa? Ok chưa? Đó. Một thẻ HTML
có thể có hoặc không có nhé, có hoặc không có thuộc tính, không có thuộc tính, được chưa các bạn? Đây, ví dụ thẻ H1 chúng ta không hề nhìn thấy có thuộc tính, thẻ B chúng ta không hề nhìn thấy có thuộc tính, được chưa? Nhưng đến thẻ A chúng ta thấy có, thì có nghĩa là nó có thể có hoặc không. Tương tự thẻ phông, chúng ta thấy chúng ta có một cái thẻ như thế này. Đây, thì ngay lập tức các bạn sẽ lại thấy là à, đối với thẻ phông này thì sao? Nó có thuộc tính nhưng mà nó chỉ có một thuộc tính thôi là color. Đó, chúng ta chạy lên này. Đó thì rõ ràng chữ màu đỏ. Được chưa? Thì từ thẻ phông này chúng ta rút ra điều gì nữa các bạn? Thì một thẻ HTML có thể có hoặc không có thuộc tính, hoặc là có nhiều, hoặc có một, hoặc có nhiều thuộc tính. Nhiều thuộc tính. Đó, ví dụ như thẻ A này là chúng ta gọi là có nhiều rồi này, trên hai thuộc tính trở lên, từ hai thuộc tính trở lên là nhiều. Được chưa? Đó. Thẻ phông thì có một. Được chưa các bạn? Đó, thì đấy là tính chất. Từ đây chúng ta suy ra cấu trúc của một thẻ HTML về cách định nghĩa. Cách định nghĩa một thẻ HTML. Thì các bạn chỉ cần nhớ cho anh cú pháp là như thế này. Anh gọi tag là thẻ đấy. Tag name như thế này. Đó. Và bên trong này thì sẽ có attribute là thuộc tính. Có thể có một hoặc nhiều. Attribute name thuộc tính. Thì giá trị của thuộc tính là volume như thế này. Đó, và có thể có nhiều nhé các bạn. Ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy là giá trị của thuộc tính, cái href này được gọi là thuộc tính này, color được gọi là tên thuộc tính, thế tương đương với attribute name, được chưa? Còn cái red này nó gọi là giá trị của thuộc tính color, thế nó tương đương với cái volume. Ok chưa các bạn? Được chưa? Lớp mình có hiểu không? Alo, các bạn có hiểu không? Có. Ok, chúng ta đi tiếp nhé. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi. Vậy là chúng ta đã nắm được các thẻ HTML rồi. Chúng ta biết cách định nghĩa cho một thẻ HTML rồi. Quy luật của một thẻ HTML như thế nào rồi. Đó. Vậy là chúng ta tự tin có thể làm chủ được các thẻ HTML khác rồi. Tuy nhiên thì anh vẫn muốn giới thiệu cho các bạn vào chi tiết của từng thẻ HTML để các bạn có một cái nhìn nó trực quan hơn, chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Đây. Chờ anh một chút, anh đang định nói gì nhỉ? Cách định nghĩa nắm được rồi này, hiểu về thuộc tính rồi. Đó. Rồi, hiểu về thuộc tính và cách định nghĩa thuộc tính của thẻ rồi. Rồi, ok. Vậy cái chúng ta cần tìm hiểu bây giờ đó là các thẻ HTML cơ bản thì nó có những thẻ nào? HTML thường sử dụng. Đó. Các thẻ HTML thường sử dụng. Thì trong HTML nó có những thẻ nào thường sử dụng? Thì chúng ta sẽ nói ngay bây giờ. Anh sẽ giới thiệu ngay bây giờ cho các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến nhóm các thẻ tiêu đề. Chờ anh một chút nhé, anh sẽ phân loại đã. Phân loại các thẻ HTML này. Đó.
Những bạn mà đã tìm hiểu rồi ấy, đã từng học hoặc là tự học rồi thì theo các bạn có bao nhiêu loại thẻ HTML? Có bao nhiêu loại thẻ HTML? Theo các bạn. Có hai loại chưa đủ, hai loại là chưa đủ. Cái câu hỏi này là câu hỏi đi phỏng vấn kiểu gì các bạn cũng sẽ gặp, nếu mà các bạn đặc biệt là những bạn là người mới bước vào nghề đi phỏng vấn. Thì HTML nó được chia thành ba loại các bạn ạ. Anh sẽ lấy ví dụ cho các bạn hiểu về ba loại này. Được chưa? Đó. Thì loại thứ nhất anh tạm gọi là thứ nhất, nó là kiểu năn, có nghĩa là không hiển thị, không hiển thị. Đó, có những thẻ HTML chúng ta khai báo ở trong code rồi nhưng mà không bao giờ thấy hiển thị lên trên trình duyệt. Ví dụ như chúng ta có thẻ meta tra set UTF-8, đây là để định nghĩa sử dụng được tiếng Việt đấy, được chưa? Meta meta name đó, description đó, content đây, test content. Khi mà chúng ta chạy trang page 1 lên các bạn thấy sao? Chúng ta không hề nhìn thấy cái nội dung của thẻ meta được hiển thị lên. Ok chưa? Đó, được chưa các bạn? Thì đấy được gọi là kiểu năn, không hiển thị. Đó, còn một kiểu thứ hai là kiểu block và kiểu inline, gọi là full màn hình nữa. Còn cái này thì độ rộng, anh sẽ demo để các bạn có thể hiểu. Anh sẽ tạo ra một cái page số 2 đi để anh demo. Page 2.html. Đó. HTML page 2 chẳng hạn. Đó. Ví dụ anh tạo ra một cái thẻ đại diện cho thẻ inline, đó là span. Anh để là menu 1 đi. Đó. Sau đó anh định nghĩa thẻ span nữa, anh để là menu 2. Khi chúng ta chạy cái này lên thì các bạn thấy sao? Các bạn thấy là menu 1 và menu 2 nó nằm ngang hàng nhau. Nó nằm ngang hàng nhau. Thì đối với thẻ span nó được gọi là thẻ inline bởi vì như thế này. Các bạn nhấn chuột phải và vào phần kiểm tra như thế này, vào cái menu cuối cùng các bạn kích vào đây, di chuyển chuột đến menu 1 thì các bạn sẽ thấy là đối với độ rộng của menu 1 ấy, của thẻ span thứ nhất này, độ rộng của nó chỉ bằng cái nội dung mà nó chứa thôi. Đó, độ rộng của thẻ menu thứ hai thì nó bằng cái nội dung nó chứa. Chính vì vậy tổng thể nội dung của cả menu 1, menu 2 nó không rộng vượt quá màn hình này nên là hai thẻ nó nằm ngang hàng nhau. Được chưa các bạn? Đó, còn đối với thẻ div thì sao? Nếu thay đây là thẻ div thì thẻ div nó đại diện cho thẻ block. Đây. Khi anh chạy lên menu 1 thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là gì? Hai thẻ này nó nằm ngang xuống dòng. Được chưa? Đối với thẻ đầu tiên, khi anh đưa chuột vào thẻ div này, thì các bạn sẽ thấy độ rộng của thẻ div nó rộng tràn màn hình luôn. Nó rộng full tràn màn hình. Được chưa? Đó.
Còn span thì nó chỉ bằng nội dung nó chứa thôi. Đó, thế đây là tính chất khác nhau giữa hai loại thẻ này, đó là về chiều rộng. Độ chiều rộng mặc định của thẻ disk thì luôn luôn tràn màn hình. Được chưa? Còn đối với span thì không. Ok chưa? Chính vì thằng menu 1 này nó rộng tràn màn hình nên là nó menu 2 nó sẽ không còn chỗ để đứng ở trên nữa, nên nó sẽ bị rơi xuống dưới. Nên các bạn sẽ nhìn thấy hai cái đó, một cái ở dòng trên, một cái ở dòng dưới như thế này. Về tính chất thì như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Đó, thì đây là ba loại thẻ HTML mà chúng ta thường thấy. Và thực tế thì chỉ có ba thẻ này thôi. Không không có hơn. Sẽ không có hơn các bạn nhé. Nó mình có hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các thẻ HTML thường sử dụng. Thì có những thẻ HTML thường sử dụng nào? Bây giờ anh sẽ giới thiệu cho các bạn. Các thẻ HTML thường sử dụng. Đó, thì có những loại thẻ nào? Anh sẽ cùng các bạn sâu lên. Đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về nhóm các thẻ tiêu đề. Tiêu đề H. Đó, được chưa? Thì trong HTML nó cung cấp cho chúng ta 6 thẻ HTML từ H1 cho đến H6. Khi mà anh nói như vậy thì các bạn cũng hình dung ra được ở trong đầu mình là cách định nghĩa 6 cái thẻ này rồi đúng không? Thì nó từ H1 đến H6 như thế này. Đó, được chưa? Các bạn thấy là tất cả những cái liên quan đến nội dung của thẻ thì nó sẽ luôn luôn nằm ở giữa thẻ đóng và mở. Được chưa các bạn? Luôn nằm ở giữa thẻ đóng và mở. Và nội dung này nó có thể là một thẻ HTML, hoặc nó có thể là các thẻ HTML khác, hoặc nó có thể là nội dung chữ hoặc là số. Ví dụ các bạn nhìn đây, nội dung của body nó là các thẻ HTML khác. Đây, được chưa? Đó. Ví dụ anh thay đây H2 3 4 5 cuối cùng là 6. Đây. Để các bạn hiểu được các thẻ tiêu đề này như thế nào thì chúng ta sẽ chạy lên. Thì như anh giới thiệu ngay từ đầu ấy, mỗi thẻ HTML khác nhau thì trình duyệt nó sẽ hiểu và nó đọc hiển thị ra khác nhau. Đây. Ví dụ anh tạo ra trang HTML là các thẻ tiêu đề H. Được chưa? Anh sẽ chạy cái trang số 3 này lên. Thì các bạn sẽ thấy tính chất của nó như thế này. Đó. Đây là danh sách 6 thẻ HTML từ H1 đến H6. 6 thẻ tiêu đề. Thì các bạn rút ra được điều gì ở đây các bạn? Các bạn rút ra được điều gì ở đây? Từ cái này các bạn thấy là 6 thẻ HTML khi trình duyệt nó biên dịch lên thì cái cỡ chữ nó thay đổi từ H1 cho đến H6 theo chiều giảm dần. Được chưa? Nét chữ thì vẫn là in đậm. Ok chưa các bạn? Nét chữ thì vẫn là nét chữ in đậm. Được chưa? Đó. Ok, đó.
Đó, đối với H1 và H6 thì các bạn chỉ cần nhớ cho anh như vậy là được rồi. Được chưa? Các thẻ tiêu đề. Tiếp theo chúng ta sẽ nhóm các thẻ văn bản. Các thẻ thể hiện văn bản. Thể hiện văn bản của trang web. Đó. Thì không biết lớp mình các bạn có dùng Word không? Word Office đấy. Các bạn có dùng nhiều không? Thì khi mà trình bày văn bản ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ sử dụng đến những cái công cụ như là in đậm, in nghiêng, gạch chân, xóa, hay là những công cụ liên quan đến tô màu chữ. Thì trong HTML cũng tương tự như vậy, nó cũng cung cấp cho chúng ta những cái thẻ như là strong. Đó, bên trong này sẽ là nội dung. Thẻ này có vai trò là gì? Thẻ này dùng để in đậm văn bản. Được chưa? Thẻ B bên trong là nội dung. Cũng tương tự như vậy, dùng để in đậm đậm văn bản. Đó, hai thẻ này khác nhau ở chỗ nào? Thì thực tế thì chúng ta nên sử dụng thẻ strong thay cho thẻ B, bởi vì thẻ strong nó tối ưu, tốt cho SEO. Tốt cho SEO có nghĩa là tốt cho những công cụ tìm kiếm như là Google hay là Cốc Cốc á. Được chưa các bạn? Đó, ok chưa? Đây, anh sẽ demo cho các bạn. Page số 4. 4.html. Được chưa? Thì ví dụ anh có thẻ strong ở đây, các bạn sẽ thấy là nó không khác gì nhau cả. Web và thẻ B cũng như vậy, lập trình web, và anh sẽ xuống dòng chạy nó lên. Các bạn sẽ thấy là hai thẻ này về mặt tính chất thì không khác gì nhau, nhưng về mặt SEO thì cái thẻ B nó sẽ tốt hơn. Đây là một cái lưu ý thôi, được chưa các bạn? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có thẻ color. Thẻ color thì nó sẽ có hai thuộc tính, đó là thuộc tính color bên trong này sẽ là value, và một thuộc tính nữa là size, cái quy định cỡ chữ. Ví dụ ở đây nó sẽ là number, quy định cỡ chữ. Được chưa các bạn? Thì thẻ này nó giúp chúng ta quy định cỡ chữ và màu chữ. Được chưa? Ok chưa các bạn? Rồi, anh sẽ thể hiện nó để các bạn có thể hiểu được. Đây, anh quay trở lại page 4 này. Ví dụ anh vào trang VN Express và anh lấy một đoạn văn như thế này. Đây. Đó. Chúng ta chạy lên. Đó. Ok chưa? Đây là nội dung này. Chúng ta muốn xuống dòng thì chúng ta sẽ phải dùng br. Các bạn nên nhớ là enter ở trong HTML thì sẽ không bao giờ xuống dòng nhé. Mặc dù chúng ta enter bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng không xuống dòng đâu. Đây. Kể cả chúng ta có enter như thế này thì nó cũng không xuống dòng. Đó. Được chưa? Mà chúng ta sẽ phải dùng thẻ. Chúng ta sẽ phải dùng thẻ để chúng ta quy định cái việc xuống dòng. Ok chưa các bạn? Đó, bây giờ anh chạy lên này. Đây. Đó. Bây giờ anh muốn in đậm cái chữ COVID thì anh dùng sẽ cho như thế này. COVID-19.
Đó, thì in đậm, được chưa? Anh muốn vừa in đậm và vừa cho chữ màu đỏ thì anh dùng thêm thuộc tính color lồng vào như thế này. Sorry các bạn, chúng ta sẽ dùng thẻ phông. Loạn rồi. Đây, chúng ta sẽ dùng thẻ phông, được chưa? Và trong thẻ phông thì chúng ta sẽ có thuộc tính color là red. Đó, vừa in đậm vừa có màu đỏ thì chúng ta dùng như thế này. Đó, anh chạy nó lên thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy như thế này, được chưa? Ok chưa các bạn? Đó. Và thậm chí chúng ta thay đổi cái cỡ chữ của cái này lên, ví dụ như là 16. Đó, ok chưa? Hay chúng ta giảm xuống còn 6 chẳng hạn, thì chữ của nó cũng sẽ thay đổi theo, được chưa? Đó, đó là cách để chúng ta trình bày, thể hiện cái nội dung cho một đoạn văn bản, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có một thẻ gọi là paragraph, thể hiện đoạn văn, nội dung. Cái này nó sẽ giúp chúng ta trình bày văn bản theo đoạn văn. Thẻ phông đây, em thử code, em thử viết code đúng như thế này luôn. Đây, nội dung. Em thử chạy luôn thẻ này đi là xem có được không. Đây, color là red này. Size ví dụ em để 5. Đó, chạy luôn thẻ này lên, copy chạy lên luôn xem nào. Chắc chẳng phải được chứ. Đây là những thẻ rất cơ bản ở trong HTML mà. Được chưa? Chúng ta nghỉ giải lao khoảng 5 phút nhỉ? Anh nói liền một tiếng mỏi quá. Nghỉ tạm 5 phút nữa các bạn, 5-7 phút nhá. Các bạn cũng ra ngoài uống nước đi. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục với các thẻ cho phần văn bản. Anh đang giới thiệu qua thẻ đến thẻ HTML, đến thẻ P rồi, thẻ thể hiện đoạn văn. Thì thẻ này nó dùng như thế nào, ý nghĩa của nó là sao? Thì anh sẽ show cho các bạn. Đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái page số 5.html. Đây. Ví dụ đây là ba đoạn văn bản khác nhau. Ba đoạn văn bản khác nhau trên cùng một bài viết. Giả sử như vậy. Nhưng khi chúng ta thể hiện thành ba đoạn nhìn rất rõ ràng ở trong đây, nhưng khi chạy lên trình duyệt các bạn sẽ thấy là nó liền tù tì như thế này. Đó, nó liền tù tì như thế này. Ok chưa các bạn? Đó. Và chúng ta muốn nó chạy thành từng đoạn, thể hiện lên trình duyệt thành từng đoạn, thì chúng ta, một là chúng ta sẽ sử dụng thẻ đoạn văn như thế này, được chưa? Đó, chúng ta sẽ đưa nó vào, đưa nội dung vào giữa thẻ đóng mở của thẻ đoạn văn. Đó, ok chưa? Đó, được chưa các bạn? Đây. Được chưa? Đó, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có được một cái đoạn văn như thế này. Đó, thì phần này nó là thể thể hiện đoạn văn trong một cái
văn bản mà các bạn muốn trình bày. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có phần nào? Tiếp tục chúng ta sẽ có thẻ tiếp theo. Đó là thẻ in nghiêng. Chúng ta sẽ có thẻ y. Bên trong sẽ là nội dung như thế này. Nó dùng để in nghiêng văn bản. Được chưa? Nó sẽ sử dụng để in nghiêng văn bản. Anh sẽ lấy ví dụ. Chúng ta quay trở lại page 5 này. Đây, Ấn Độ và Brazil. Ví dụ anh in nghiêng Ấn Độ và Brazil như thế này. Đó. Được chưa? Anh sẽ in nghiêng như thế này. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy hai cái chữ này sẽ được in nghiêng. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Tiếp theo, nếu mà chúng ta muốn thể hiện gạch chân trung tâm đáp ứng khẩn cấp, anh muốn in gạch chân thì chúng ta sẽ dùng thẻ U, viết tắt của underline đấy, gạch dưới gạch chân văn bản. Đây, bên trong này sẽ là nội dung. Đây, trung tâm đáp ứng khẩn cấp thì ở đây chúng ta sẽ để là như thế này. Chúng ta sẽ chỉ cần bọc cái thẻ U này trong cái nội dung là trung tâm đáp ứng khẩn cấp, thì ngay lập tức các bạn sẽ có được một cái nội dung gạch chân như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Và chúng ta cũng có một cách để thể hiện là văn bản này không còn ý nghĩa nữa, nó bị xóa, hoặc là chúng ta bị sai gì đấy, chúng ta sẽ phải xóa. Xóa đi. Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Ví dụ gần 2 triệu người, con số này bị sai chẳng hạn. Đây, gần 2 triệu người chết. Thì chúng ta sẽ loại bỏ cái này đi bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng thẻ delete, viết tắt của delete như thế này. Đó. Một số bạn hay dùng thẻ strike ấy, nhưng mà chúng ta nên dùng thẻ này. Nội dung. Đây. Xóa văn bản. Đây, quay trở lại page 5 này, anh muốn là cái chữ gần 2 triệu người trên thì chúng ta sẽ coi như đây là nội dung không đúng nữa, chẳng hạn như vậy. Chúng ta sẽ xóa đi như thế này. Đó, được chưa? Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đã xóa được cái nội dung này, thể hiện là nội dung này không còn ý nghĩa nữa. Được chưa? Đó, thì mỗi thẻ HTML nó sinh ra nó đều có cái ý nghĩa của nó, ý nghĩa nhất định để giúp chúng ta có thể thể hiện được những cái mà mình muốn. Được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục nhé. Tiếp tục này. Tiếp tục chúng ta sẽ nói đến những thẻ gì nữa? Chúng ta sẽ nói đến thẻ small. Tức là hiển thị nội dung nó nhỏ lại. Đó. Hiển thị nội dung nhỏ lại. Đó. Ok chưa? Ví dụ anh muốn cho một cái đoạn chữ ở đây nó nhỏ lại. Đó là WHO. Đây. Thì anh muốn đưa cái này nhỏ lại. Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Giả sử ở đây thì anh sẽ để như thế này. Đó, các bạn sẽ thấy nó nhỏ lại. Ok chưa? Được chưa các bạn? Đó, thì đấy là những thẻ liên quan đến thể hiện văn bản. Rồi, tiếp tục. Ngoài ra thì chúng ta còn một vài cái thẻ nữa. Tuy nhiên các bạn chỉ cần nắm được cho anh những cái thẻ như thế này là đủ. Đủ để chúng ta dùng rồi. Sau này chúng ta còn CSS nữa. Được chưa? Đó. Rồi. Bây giờ anh sẽ nói đến thẻ khác. Thẻ
Liên kết chính là thẻ A mà anh vừa giới thiệu ấy. Thẻ thể hiện liên kết ở trong HTML thì chúng ta dùng thẻ A. Thì thẻ A nó sẽ có 3 cái thuộc tính quan trọng mà chúng ta cần để ý đến. Đó, chúng ta cần để ý đến. Ví dụ ở đây anh để là Tổ chức Y tế Thế giới, hay là anh để là Google đi. Anh sẽ giải thích lại cho các bạn về cái này. Thì đây là thẻ liên kết. Mục đích của nó là để làm gì? Nó sẽ liên kết đến một trang web nào đó, đến một trang web khác, trang web hoặc một trang web, một trang, chúng ta gọi là một trang thôi, đoạn nào đó. Đó thì nó được thể hiện thông qua thuộc tính href. Href đây sẽ là trang được liên kết đến, cần liên kết, được chưa các bạn? Thuộc tính title là mô tả cho cái liên kết đó. Liên kết đó. Target là quy định về, quy định cách mở trình duyệt đó, được chưa? Anh sẽ demo cho các bạn hiểu về ba cái thuộc tính này của thẻ A. Thẻ A thì nó chỉ có một thôi, nhưng nó lại có những ba thuộc tính mà chúng ta cần phải hiểu được. Rồi, chúng ta sẽ nói về ba cái thuộc tính này. Ví dụ anh sẽ tạo ra page số 6. Page6.html. Đó. Thẻ liên kết. Ví dụ ở đây anh sẽ có một cái thẻ A như thế này, và anh sẽ có ở đây là liên kết. Anh để là chuyển trang chẳng hạn như vậy. Nếu nhìn vào một trang như thế này, nhìn vào một cái link như thế này, thì các bạn có biết là nó sẽ chuyển đi đâu không? Đó. Đây. Thì chắc chắn là các bạn không biết là kích vào đây nó sẽ đi đâu. Nhưng nếu các bạn thêm một cái tiêu đề như thế này, đó là chuyển đến google.com. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là khi đưa chuột vào, các bạn sẽ biết là nếu click vào đây thì nó sẽ chuyển đến trang google.com. Có đúng không? Đó, thì đây là ý nghĩa của thuộc tính title ở trong thẻ A. Được chưa bạn? Nó giúp cho chúng ta mô tả rõ hơn thông tin của cái liên kết này. Đó, và cái trang mà chúng ta muốn chuyển thì chúng ta chuyển vào như thế này. Đó. Nếu mà chúng ta không sử dụng thuộc tính target thì chúng ta thử xem nó như thế nào. Kích vào thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn chuyển đến trang Google, đúng không? Nó chuyển đến trang Google nhưng nó ghi đè cái trang hiện tại. Đó, đây là trang hiện tại, nó kích vào này thay thế trang hiện tại bằng trang Google. Ok chưa? Nhưng nếu khi chúng ta sử dụng thuộc tính target là blank, đó, đó, được chưa? Thì các bạn thấy sao? Khi chúng ta click vào chuyển trang thì rõ ràng là nó chuyển đến một trang khác, nhưng cái trang hiện tại vẫn còn nguyên ở cái tab này. Và trang được chuyển đến thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái tab mới, hay nói cách khác là nó mở trang mới với một tab mới, với một cái tab mới. Được chưa các bạn? Đó, thì đấy là cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng thêm thuộc tính target blank. Target blank, nếu thuộc tính target này mà không có blank để chống ấy, thì nó sẽ là mặc định, nó sẽ ghi đè như thế này. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Rồi, ok. Ok.
Tiếp tục nhé các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Tiếp tục chúng ta sẽ nói. Các bạn hiểu về thẻ A này chưa? Lớp mình có hiểu hiểu không nhỉ? Dạ có, nhưng có cái blank thầy giải thích lại cái em chưa nhìn rõ lắm. Bạn có hiểu không? Dạ có, nhưng cái chỗ ta get blank ấy thì em chưa, em biết là chuyển trang rồi nhưng mà sang tab mới nhưng mà là như nào thầy? Của Hải là ở chỗ chỗ blank đó. Nó đang chưa chuyển trang à? Vâng. Em phải viết như thế này này, blank nó có hai dấu gạch dưới, 1 2 này. Blank. À dạ. Đó. À các bạn à thử vâng. Cái này này. Thử luôn cái liên kết này này. Đó, chạy thử cái đấy xem. Dạ vâng. Nó là hai gạch dưới đấy. Dạ. Các bạn thử đi xem nó có ok không. Tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu đó là thẻ danh sách. Thẻ danh sách là một trong những thẻ mà chúng ta dùng khá là nhiều sau này. Khi mà các bạn làm menu các thứ thì chúng ta dùng khá nhiều đấy. Đây. Thẻ danh sách. Thẻ danh sách thì chúng ta có hai loại, đó là danh sách tuần tự order list, unorder list nữa, tuần tự thì chúng ta sẽ có OL và LI. Thì thẻ danh sách của chúng ta, thẻ danh sách là thẻ mà trong đó nó có các thẻ con, đó nó được cấu thành nội dung như thế này, cấu thành lên cái cấu trúc của thẻ danh sách như thế này. Được chưa? OL và bên trong là các thẻ con. Đó, nó là tổ hợp của các thẻ con LI. Được chưa? Ví dụ khi anh chạy lên này, anh sẽ tạo ra page số 7. Thẻ danh sách. Thì anh chạy nó lên, các bạn sẽ nhìn thấy được cái nội dung mà nó hiển thị. Được chưa? Tại sao lại gọi là thẻ danh sách tuần tự? Bởi vì khi mà chạy cái thẻ này lên này, các bạn thấy trình duyệt nó hiểu như thế nào, nó sẽ đánh nội dung từ 1 cho đến n nếu chúng ta tăng cái danh sách này lên. Đây. Nếu chúng ta tăng nó lên thì nội dung nó cứ tăng, cái số thứ tự nó sẽ được đánh tăng dần. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Được chưa? Đó, còn thẻ bất tuần tự có nghĩa là nó không có tuần tự gì cả. Danh sách bất tuần tự có nghĩa là nó không đánh thứ tự, chứ không phải là tuần tự nó bị đảo lộn. Được chưa? Thì nó sẽ là thẻ UL. Đây. Nó sẽ không đánh thứ tự gì cả. Có, đây, thẻ UL đây. Danh sách bất tuần tự đây. Khi mà chúng ta chạy thẻ UL lên này, thì các bạn sẽ thấy được, anh để một cái thẻ H1 ở đây là danh sách tuần tự. Tiếp theo là H1 nữa là danh sách bất tuần tự. Đó, thì danh sách tuần tự và danh sách bất tuần tự khác nhau ở chỗ này các bạn nhé. Đó, các bạn nhớ cho anh như vậy là được rồi. Ok chưa? Đó. Rồi. Phần này chắc là thế này thôi nhỉ. Cái này cũng dễ nhớ, các bạn có thể xem lại và thực hành lại thôi. Anh sẽ giới thiệu thẻ tiếp theo nhé. Thẻ hình ảnh. Đó. Thì anh sẽ viết nó ra và sẽ giải thích từng thuộc tính trong thẻ hình ảnh này. Đây.
Thể hình ảnh của chúng ta thì nó có bốn thuộc tính quan trọng. FRC chính là đường dẫn của ảnh. Đó. ALT có nghĩa là thông tin mô tả cho ảnh. Cho ảnh. Đó. Width thì các bạn đoán ra được rồi, nó là độ rộng của ảnh. Hai, độ cao của ảnh. Đó, ok chưa? Chiều cao của ảnh, chiều rộng của ảnh. Được chưa? Cái này các bạn rất hay bị lỗi này. Đặc biệt là những bạn mới rất hay lỗi khi mà nhúng ảnh. Thì anh sẽ hướng dẫn, anh sẽ hướng dẫn và các bạn làm theo nhé. Các bạn làm theo anh. Đây. Thì đầu tiên chúng ta đang làm việc ở trong thư mục day 1 đúng không? Các bạn tạo cho anh một thư mục nằm trong day 1 là thư mục image như thế này. Đó. Ok chưa? Sau đó các bạn lấy một ảnh về để chúng ta thử nhúng ảnh vào. Vào VN Express. Kích chuột phải vào cái ảnh để chúng ta lấy về. Đó, đây. Kích chuột phải vào, lưu nó lại. Đây này. Các bạn có thể mở hình ảnh như thế này. Đó, sau đó lưu lại. Lưu lại thì các bạn tìm đến funnel. Đây một image và các bạn đổi tên ảnh đi, ví dụ sẽ là a.jpg. Đó. Ok chưa? Thì đây sẽ có một cái chú ý trước khi dùng, đó là không được set width và height cùng một lúc. Có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ set width thì không set height, mà set height thì không set width. Vì sao? Thì bây giờ anh sẽ giải thích. Rồi, ok, chúng ta có ảnh ở trong đây rồi. Được chưa các bạn? Chúng ta có ảnh ở đây rồi. Chúng ta sẽ tạo ra page số 8. Đây. Hình ảnh trong HTML. Đó. Chúng ta sẽ sử dụng img, được chưa? Đầu tiên các bạn nhìn này, cái trang page 8 này của chúng ta nó cùng cấp với thư mục image, có nghĩa là nó nằm ngang hàng nhau đấy, được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng dấu chấm backslash như thế này, tên thư mục để trỏ đến đường dẫn ảnh của chúng ta là gì? a.jpg. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cứ thế chạy lên thôi là đã nhúng được ảnh rồi. Đây. Được chưa? Đó, giả sử nếu đường dẫn này bị sai, a.png đi, không hề có file a.png. Chạy lên thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị lỗi như thế này. Được chưa? Chúng ta sẽ bị lỗi như thế này. Thì điều gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta nhìn như thế này? Chúng ta sẽ không biết được cái ảnh này là gì cả. Đúng không? Chúng ta sẽ không biết được cái ảnh này nó là cái gì. Được chưa các bạn? Đó. Thẻ A nó... Chính vì vậy A nó cung cấp, và thẻ IMG nó cung cấp cho chúng ta mối thuộc tính đó là ALT để mô tả cho ảnh. Hình ảnh demo chẳng hạn như vậy. Thì khi mà không có hình ảnh thì nó sẽ show lên cái text kia để chúng ta biết được đây là cái mô tả cho cái ảnh đang không hiển thị được. Ok chưa? Còn nếu mà nó hiển thị được rồi thì nó không show lên cái ALT nữa. Đó. Được chưa? Các bạn nhớ cho anh nhé. Rồi tiếp theo sẽ là width. Width thì có thông tin gì? Width thì anh ví dụ anh set là 300. Các bạn sẽ thấy ngay lập tức nó thay đổi như thế này. Được chưa?
Đó. Nếu mà anh cố tình anh set 2 mà anh set là 600 chẳng hạn, các bạn sẽ thấy ảnh nó bị méo. Đó, nó sẽ bị méo sạch như thế này. Chính vì vậy chúng ta không bao giờ được set width với 2 cùng nhau. Chúng ta set width thì không set 2 nữa, và nếu set 2 thì không set width nữa để cho ảnh cân đối. Có nghĩa là chiều còn lại thì nó sẽ tự cân đối. Nếu chúng ta chuyển 2 xuống còn 300, các bạn ngay lập tức sẽ thấy ảnh nó sẽ cân đối như thế này. Đó, được chưa? Nó không bị vỡ. Nó sẽ tự động điều chỉnh. Được chưa các bạn? Thế thầy làm lại cái chỗ Các cái bạn ảnh sử dụng cái máy của mình cái lưu ảnh này ạ, cái lưu ảnh chỗ IMG cái copy link ảnh nữa. được chưa? Các bạn click chuột phải vào đây này, click chuột Vâng. phải vào ảnh này, rồi mở hình ảnh trong thẻ đó, mở trong thẻ này, click chuột phải vào hoặc là Ctrl S thôi là lưu thôi, tìm đến đường dẫn mà các bạn đã, đây tìm đến cái thư mục mà các bạn đã tạo trong đây một, Ctrl S lại đây một, chọn ảnh và lưu, lưu lại, đổi tên đi nhé, đổi tên và giữ cái luôn. Đó, các bạn làm thử đi, phần hình ảnh này đại đa số là những bạn mới sẽ dễ mắc lỗi hơn, đó là không hiển thị được ảnh lên. Thầy làm lại cái bước đó được không thầy? Em làm không được. Sao của ai đang không được à? Của em ạ, của Hải ạ. Dạ Nó bị vâng. sao? Là em lưu nhưng mà không có cái chỗ mở cái hình ảnh ạ. Lưu về em báo ra không ra không được. Em lưu được ảnh về chưa? Em lưu được ảnh về máy rồi. Đã xem được ảnh chưa? Kích vào ảnh bên này xem được chưa? Cái ảnh nó xem được rồi. Xem được rồi đúng không? Vâng. Em định nghĩa một cái trang nó nằm ở bên ngoài và cùng cấp với thư mục image chưa? Rồi ạ. Nghĩa một file này, rồi sau đó Em định nghĩa file này, ví dụ như P8 này này, nó nằm cùng cấp với thư mục image này, định nghĩa chưa? à chưa, em làm Đó, em cái phải định file nghĩa sau đó thì em nhấn như thế này thôi. vâng. Cái file đấy nó phải cùng cấp với thư mục image nhé, đây này. Trong thư mục đây một này thì sẽ có thư mục image và file P8 luôn, hai cái này nằm ngang hàng nhau. Được chưa các bạn? Được chưa các bạn? À, được rồi ạ. Ok, chúng ta đi tiếp nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ rồi. Chúng ta nói về hình ảnh rồi. Tiếp theo anh sẽ nói về các thẻ nó đơn giản hơn. Đó là các thẻ form. Các thẻ form. Thì các bạn biết là đối với một trang web, form nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì sao? Form nó là cái cổng thông tin để chúng ta tương tác với hệ thống. Nó là một cái cổng thông tin duy nhất để chúng ta có thể tương tác được với hệ thống.
Ví dụ khi các bạn vào Facebook, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy có một cái form như thế này. Đó. Thì mục tiêu của cái form này để làm gì? Để chúng ta có thể đăng ký thông tin của các bạn với hệ thống Facebook. Đó, để trở thành thành viên của Facebook, kiểu như vậy. Đó. Thì cái thẻ này bản chất của nó là HTML thôi. Đây, không gì to tát cả. Đây, nó là thẻ HTML. Được chưa các bạn? Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các thẻ form ở trong trong HTML thì nó có những thẻ form nào. Thì ý nghĩa của form ấy, ý nghĩa của form thì như anh vừa nói, nó giúp chúng ta, giúp người sử dụng giao tiếp được với hệ thống bằng cách là gửi thông tin đi. Được chưa các bạn? Đó. Thì trong HTML, thẻ form nó là tổ hợp của rất nhiều thẻ, được chưa? Và bên trong thẻ form thì nó có rất nhiều thẻ con. Đó, tuy nhiên thì nó sẽ bắt đầu bằng thẻ form như thế này. Đó. Ok chưa? Và bên trong này là các thẻ con. Các thẻ con này nó là những thẻ nào? Thì chúng ta sẽ có thẻ input. Đó. Input như thế này. Đây là cấu trúc của một thẻ input. Được chưa? Placeholder như thế này. Size. Đó. Thì chúng ta sẽ quan tâm đến input nó sẽ có những type nào. Thì nó sẽ có type là text. Nó có type là password. Nó có type là number. Nó có type là email. Đó, được chưa? Nó có type là file. Đó, những cái type rất là cơ bản. Được chưa các bạn? Các bạn chỉ cần nhớ lại những cái type này. Hay những cái type là checkbox. Type là radio. Đó. Ok chưa? Bây giờ anh sẽ demo cho các bạn. Page9.html. Các thẻ form. Đó. Có một điểm lưu ý ở đây, cái này thì anh sẽ chưa nói ngay. Form sẽ có hai thuộc tính quan trọng, đó là action và method. Sau này anh sẽ giải thích cho các bạn. Các bạn cứ nhớ cho anh là đối với thẻ form luôn phải có hai thuộc tính này, rất quan trọng. Đó, được chưa? Bây giờ anh sẽ tạo ra một thẻ form này. Có action, có method. Có thể buổi sau anh sẽ chi tiết hơn, anh giải thích. Và chúng ta sẽ định nghĩa một thẻ input. Đó. Thì mặc định nếu mà chúng ta không làm gì thì thẻ form của chúng ta có thẻ input như thế này. Nó là dạng text để chúng ta nhập văn bản vào. Đó, được chưa? Được chưa các bạn? Ok chưa? Và mặc định nó sẽ là kiểu type là text này, chính là các type mà anh vừa giới thiệu đây này. Được chưa? Đó. Tiếp theo, thuộc tính placeholder dùng để làm gì? Thì thuộc tính placeholder này, nếu các bạn truy cập vào một form, các bạn nhìn thấy một cái input như thế này thì các bạn biết là mình sẽ phải nhập gì vào đây không? Chắc chắn là các bạn không biết. Nhưng form của Facebook nhìn vào đây các bạn biết là phải nhập cái gì này. Đó, các bạn biết phải nhập số điện thoại, các bạn biết là phải nhập mật khẩu. Được chưa? Đó. Vậy làm sao để chúng ta cũng làm được như vậy? Thì chúng ta sẽ định nghĩa cái placeholder ở đây. Ví dụ như là tên, họ tên của bạn. Đó, ok chưa? Thì ngay lập tức các bạn biết là chúng ta phải nhập cái gì? Nguyễn Mạnh Hùng chẳng hạn. Đó, được chưa? Ok chưa? Thì đây là ý nghĩa của thuộc tính placeholder. Còn thuộc tính size thì sao? Size, nếu các bạn nhập cho anh một số 45 thì nó quy định cái độ rộng
chiều rộng của thẻ input đó nó rộng ra, cho nó ngắn lại thì nó sẽ nhỏ lại. Đó. Ok chưa các bạn? Ok chưa? Đó. Thì đây là ý nghĩa của input. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta hãy thử với các tag khác như là password thì sao? Chúng ta sẽ có password. Đó. Thì password khi chúng ta nhập với input tag là password thì chúng ta nhập ví dụ như đây thì các bạn sẽ không biết là anh đang nhập cái gì. Đúng không? Đó, có nghĩa là nó sẽ mã hóa cái nội dung thông tin mà chúng ta vừa nhập. Chúng ta sẽ không nhìn được, giống như bên Facebook này. Đó. Và chúng ta xử lý được là click vào cái mắt này để xem. Thì sau này chúng ta vẫn làm được việc này. Ok chưa? Đó, đây, như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Đó, ok chưa? Được chưa? Rồi, tiếp tục với những tag khác thì sao? Với tag khác, ví dụ tag là number thì nó chỉ chấp nhận dữ liệu là number thôi. Đó. Nếu các bạn nhập chữ không được, anh sẽ demo hết tất cả các input vào đây nhé. Để các bạn hiểu được, chúng ta xuống dòng đi. Đầu tiên là tag là text này. Đó. Tag là password. Thì đây nó sẽ là mật khẩu. Tag là number thì anh để là số điện thoại. Đó. Số điện thoại. Được chưa? Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy chúng ta có các form như thế này. Đó. Và mỗi kiểu khác nhau các bạn thấy là cái độ rộng nó sẽ không giống nhau nữa, mặc dù là cùng size. Được chưa? Rõ ràng là cùng size nhưng các bạn thấy độ rộng nó đã khác nhau rồi. Đó, ok chưa? Và có một tag nữa, đó là checkbox email. Email. Có nghĩa là nó sẽ validate khi chúng ta nhập email sai. Chúng ta chạy lên. Đó, ok chưa? Và có một tag nữa, đó là radio box. Radio. Ví dụ anh để là nam thì đối với kiểu này thì nó sẽ hiển thị khác một chút. Nam. Đó, chọn được chưa? Thì chúng ta sẽ đặt tên ví dụ là gender. Tiếp theo chúng ta sẽ để là nữ. Đó. Thì nó sẽ cho phép chúng ta chọn một trong hai. Thì đây là kiểu radio. Được chưa các bạn? Đó. Tiếp theo chúng ta có một dạng input là checkbox. Có nghĩa là chọn nhiều. Checkbox. Đó. Ví dụ như là PHP này, CSS này. Các ngôn ngữ mà chúng ta học kiểu kiểu như vậy. JavaScript này. Đấy. Kiểu như vậy. HTML này. Đấy, ví dụ trên đây là một câu hỏi, ví dụ như là học lập trình web, trình web phải học những gì, những gì. Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó, các bạn sẽ có những lựa chọn. Đó, ok chưa? Rồi, ok chưa? Lớp chúng ta cũng nghỉ bây giờ đây, bởi vì một buổi chúng ta cũng không nên học quá nhiều thứ như này.
Ok. Thầy cho em hỏi là học xong rồi muốn xem lại video một lần nữa thì là xem lại ở đâu thầy? Có, anh sẽ gửi lại cuối buổi. Zoom nó sẽ render video ra, khi có video thì anh gửi cho cả lớp nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Thì có lẽ là buổi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây các bạn nhé. Thì đây là những cái thẻ form cơ bản mà anh muốn giới thiệu cho các bạn. Vẫn chưa hết đâu, thì chúng ta sẽ để trong buổi sau. Đó. Thì bài tập về nhà của buổi này á, các bạn nhìn này, mỗi buổi chúng ta sẽ có một cái file doc như thế này. Đó, và anh đã liệt kê tất cả những thứ mà chúng ta học từ trên xuống dưới trong cái buổi đó. Thì đối với bài đầu tiên này thì các bạn làm bài tập cho anh bằng cách là hãy tự định nghĩa và tự thực hành lại với các thẻ HTML đã học ở trên máy của mình cho đến khi nhớ nhất có thể. Ok chưa? Buổi này thì chúng ta chưa dựng giao diện được. Thì buổi sau chúng ta vẫn học về HTML và chúng ta sẽ có bài thực hành về giao diện. Thì buổi sau chúng ta sẽ có bài tập cụ thể hơn. Được chưa các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé. Các bạn có câu hỏi gì không? Nếu không ai có câu hỏi gì thì chúng lớp mình nghỉ ở đây các bạn nhé. Cuối buổi anh sẽ gửi video cho mọi người. Chào các bạn.